Cậu đã bao giờ ăn cái kẹo nào nó như thế này chưa? Cậu được ăn chưa? Đây là kẹo gì ấy? Kẹo này là một cái kẹo siêu ngon luôn. Giống với kẹo mút nhưng mà lại rất là mềm. Thơm lắm. Cậu đi nha, nó xin ngủ nước. Nó lại khô cổ quá. Nó xin ngủ nước à? Hôm nào cũng xin nước đó, cậu không hiểu gì chưa? Thì tớ khăn nước thì tớ mới xin nước à? Bình nước đây. Bình nước này của tớ không uống được. Bình nước thì chỉ để đây thôi. Đây là nước thử đi. Nước này chỉ có sụn ngụm đi. Đây là nước thử. Không phải nước đâu, cho tớ uống đi, tớ kể cho cậu nghe. Nhanh nha. Đây là kẹo. Kẹo gì là kẹo như thế? Đây, đi vào đây, Cậu tưởng đây là nước đúng không? Vào đây tớ cho cậu xem. Cái bình này chỉ là bình hình thôi. Đây không phải là cái nhãn đâu mà đây là kẹo đấy. Cậu chưa được ăn kẹo này bao giờ. Cậu nhìn này. Đây là kẹo người ta cho vào trong cái bình này giống hệt bình nước không? Mà cái này sau khi ăn xong á mình dùng thành bình nước được luôn. Cậu nhìn này. Đây. Cậu đã bao giờ ăn cái kẹo nào nó như thế này chưa? Cậu được ăn chưa? Đây là kẹo gì ấy? Kẹo này là một cái kẹo siêu ngon luôn. Giống với kẹo mút nhưng mà lại rất là mềm. Thơm lắm. Cậu đang chọn gì ấy? Để tớ cho cái này không có que. Đây, tớ cho cậu cái này có que. Đang nghe. Ngon lắm. Một màu đỏ ngon. Nè, để tớ lấy cho cậu. Màu xanh, thích màu xanh. Thích màu xanh à? Ngon cực kỳ luôn. Tớ không ngờ cậu đâu. Vậy trời. Cậu làm kẹo siêu nhỏ ấy. Cậu có màu cam, tớ vừa ăn màu đỏ, bây giờ tớ ăn màu cam. Cậu nhai đi. Khổ thân cậu, sao cậu lâu mọc răng thế nhở? Cậu có ăn được không, để tớ rút giúp nào. Trời ơi, có cái răng nó khổ thế. Người gì mà ăn bao nhiêu á, nuôi hết cả tóc xong phải răng thì chả chịu mọc ra gì. Ngon không? Thấy chưa, tớ bỏ kẹo này vô cùng ngon luôn. Đây màu cam ấy, tớ sẽ ăn thử một cái. Mà phải công nhận nhìn kẹo này hấp dẫn đúng không cậu? Cậu đã bao giờ được ăn cái kẹo này chưa? Đấy, mẹ tớ mua cho đấy. Màu cam cũng ngon luôn á. Trời, có rất nhiều màu nhá. Màu đỏ này, màu cam này, màu vàng này, màu trắng này, màu xanh này. Tớ đố cậu nhá. Màu xanh đọc là gì ấy? Green. Cậu siêu đấy. Màu vàng đọc là gì? Yellow. Màu đỏ? Red. Màu cam? Orange. Wow. Cậu ơi, có cả màu tím cậu thích này. Ôi, màu tím là gì nhỉ? Bộ. Là cái gì? Tớ lại cứ tưởng là cô bồ. Đấy. Tí, chào cậu. Chào tớ. Tớ chào hai bạn. Cậu có ăn kẹo này bao giờ chưa? Kẹo gì? Kẹo này à? Kẹo này là kẹo mút tí hoa hay còn gọi là kẹo siêu lắm rồi. Bé tí cậu này nhìn thấy không? Cậu bé nhỉ? Cậu ăn đi. Thôi, lần nào tớ sang tớ ăn trực thì ngại lắm. Không sao đâu, cậu ăn đi, hôm nay cậu tử tế vậy. Cho cậu cái, cho cậu tử thân. Trông như là kiểu quả mâm xôi ấy nhỉ. Kiểu kiểu này cậu, ăn thử đi, rất là ngon luôn. Đấy, cậu thấy không? Tí nó có răng, nó cắn cái này được, cậu có răng đấy. Đấy, chả. Sao cậu lịch sự thế? Cậu ăn hết kẹo xong cậu trả được cái cuống ở đây không được vứt rác. Cậu vứt rác, cậu phải cho mọi thứ quần cậu để mà cậu mang đi. Chứ cậu lại còn đưa cho tớ, lần sau tớ cho cậu ăn nhiều nhé. Kẹo ngon đấy. Kẹo rất ngon luôn. Xin cái nữa. Đấy, cậu thấy không? Cậu ơi, em sushi không ăn nữa à? Cậu ăn ít thôi, ăn răng gãy hết rồi. Ăn nhiều đau răng lắm ấy. Ăn nhiều sâu răng. Thôi, tớ về đây, cảm ơn hai cậu nhá. Để rất chợ. Hay là để tớ làm này cho cậu khổ thân. Tớ thương cậu lắm ấy. Không có răng nó khổ thế đấy. Thôi đi, nhanh lên đi học đi. Này, mình đang đứng ngay ra thì đang cạnh nhau đấy. Thế à, cậu mà ngồi cạnh bà già 80 là cậu gần giống rồi đấy, dụng hết cả răng. Thôi đi đi, nhanh lên. Chai nước cậu ơi, chai nước của cậu. Đấy, tớ đeo giống bình nước không? Nhưng mà không phải là bình nước đâu. Đây, đấy bạn Thúy ăn xong rồi, để chúng ta phải dọn rác cái này cậu này. Vứt rác đi, không được vứt rác bừa bãi ra đường là rất xấu. Cô giáo dạy rồi, nên tớ cầm nhá. Đi, nào, chúng mình đi thôi. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.